Tại phiên làm việc ngày 16 tháng 11 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông tin dự án sửa đổi luật đất đai được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa thông qua tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến chuyển sang phiên họp bất thường tháng 1 năm 2024. Dự thảo còn 14 vấn đề, 2 phương án cần xin ý kiến Quốc hội, trong đó có rất nhiều vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ chế, trách nhiệm trong xác định giá đất, tài chính về đất đai. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua lấy ý kiến, các đại biểu cho rằng các thiết kế chính sách trong dự luật chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất nhiều vấn đề phức tạp, một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Trong đó cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, cơ chế tài chính về đất đai, các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Tôi đề nghị đây là một cái đạo luật hết sức quan trọng, cho nên cần phải hết sức cẩn trọng. Nếu như chúng ta thảo luận ở ngày hôm nay chưa thống nhất được nhiều vấn đề phức tạp thì cân nhắc để tiếp tục nghiên cứu ở kỳ họp sau. Với ý kiến mà nhận định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đó, cho đến nay nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Trong quá trình rà soát tiếp tục phát sinh các vấn đề chính sách mới còn ý kiến khác nhau do phạm vi của luật đất đai rất rộng, liên quan mật thiết chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác. Với một cái nhận định như thế này và với một cái dự thảo rất nhiều phương án hai mà trình ra Quốc hội và rất nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu như thế này thì tôi cho rằng là cần phải rất thận trọng. Nếu như mà chúng ta sửa đổi mà không nghiên cứu một cách thấu đáo thì sẽ dẫn đến những cái vướng mắc khác sau khi luật có hiệu lực. Dự thảo còn 14 vấn đề, có 2 phương án cần xin ý kiến Quốc hội. Trong đó vấn đề được các chuyên gia đại biểu Quốc hội góp ý nhiều nhất và liên tục phải chỉnh sửa của các lần dự thảo là nhà nước thu hồi đất, điều 79, 126 và 128. Trong đó điều 79 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia. Điều 126 của dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Quy định cụ thể các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức cũng như trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhưng lại không quy định các nguyên tắc đấu giá hoặc chế tài, trách nhiệm cá nhân khi tham gia đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính và bỏ đấu giá. Điều 128 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định về sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Cơ sở chính trị để sửa đổi luật đất đai là nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi mới quản lý sử dụng đất để đất đai trở thành một nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế. Thì chúng ta thấy rằng là đối với các doanh nghiệp bất động sản thì tiếp cận đất đai thì có thể là qua hai cơ chế. Một là cơ chế hành chính thông qua việc là nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp sẽ tham gia đấu giá đấu thầu để chúng và một cái cách thức thứ hai đó là cái cơ chế dân sự, đó là doanh nghiệp tự đi thỏa thuận với người dân để gom được cái đất và sau đó thì đề nghị nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo cái quy hoạch mà nhà nước đã phê duyệt để thực hiện dự án. Chúng ta thấy rõ ràng là hai cơ chế, một là cơ chế hành chính và hai là cơ chế dân sự, và trong nghị quyết 18 mà các cái chủ trương của Đảng hiện nay chúng ta đang thấy xu thế là chúng ta đang giảm dần các cái công cụ hành chính mang tính chất là cứng nhắc và chúng ta chuyển dần sang các công cụ kinh tế và gắn với tư duy nguyên tắc thị trường. Tiếp thu các ý kiến từ kỳ họp trước, điều 79 dự thảo đã liệt kê 31 trường hợp nhà nước thu hồi đất. Việc quy định cụ thể như vậy nhằm hạn chế việc tùy tiện thu hồi đất không cấp thiết. Các trường hợp khác muốn bổ sung thì sẽ trình Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn. Có một số đại biểu đề nghị mở rộng trường hợp nhà nước thu hồi đất. Tôi đề nghị quy định thẳng ở trong điều 79 đó là những dự án có quy mô lớn phải từ 300 hectare trở lên và là những khu đô thị, khu dân cư hiện đại. Chỉ như vậy nó mới đủ tiêu chí và tôi nghĩ là phải quy định thẳng ở trong điều 79. Tôi mạnh dạn đề xuất với Quốc hội xem xét chỉnh sửa, bổ sung điều 79 và các điều khoản liên quan trong dự thảo luật theo hướng nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện dự án. Tranh luận tại hội trường, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh về việc phải tuân thủ nguyên tắc thỏa thuận trong việc thu hồi đất đã nêu rõ trong nghị quyết số 18. Đặc biệt, đại biểu kiến nghị thu hồi đất ở để làm nhà ở thương mại thì phải thỏa thuận. Nghị quyết 18 thì đã nêu cái quan điểm của Đảng là cái nguyên tắc thỏa thuận trong cái việc mà thu hồi đất.
Thế thì vấn đề thỏa thuận thì theo tôi là cũng phải làm rõ cái nguyên tắc. Cái đất mà thu hồi cho các dự án nhà ở thương mại, nếu là đất ở thì hai bên buộc phải thỏa thuận. Nhưng nếu là đất nông nghiệp, cái nông nghiệp thì chưa phải là đất ở. Thì cái vấn đề chuyển sang đất ở là thẩm quyền của nhà nước. Và như vậy thì chỉ có thể nhà nước đứng ra thu hồi, sau đó chuyển quyền và mới chuyển cho cái dự án nhà ở thương mại. Thì lúc bây giờ tiến hành đấu giá. Đối với đất nông nghiệp mà lại chuyển sang cho các cái dự án sản xuất nông nghiệp của các cái doanh nghiệp thì theo tôi lúc này lại quay trở lại phải thỏa thuận. Đấy, thì để đảm bảo nguyên tắc thị trường. Có 31 khoản để mà nhà nước thu hồi đất thì chúng tôi cũng thấy là vẫn phải theo cái hướng liệt kê này. Tuy nhiên thì liệt kê vẫn còn có các trường hợp đại biểu cũng cho rằng là còn chưa đủ. Ví dụ như đất khu đô thị hay là phát triển du lịch. Nhưng mà cái chỗ này thì cũng phải bám vào quy định của điều 54 của Hiến pháp. Phải nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết và theo luật định. Thì ý kiến về khu đô thị, về du lịch thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu. Có đại biểu kiến nghị dự thảo cần rõ ràng, minh bạch hơn khi vẫn còn có các trường hợp khác trong 31 trường hợp nhà nước thu hồi đất. Sự rõ ràng trong quy định là điều kiện để mọi đối tượng dễ dàng tiếp cận, hiểu và thực thi pháp luật. Cùng với đó, một vấn đề được kỳ vọng sẽ được khắc phục một cách triệt để trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đó là sự xung đột giữa các luật, văn bản dưới luật. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến các cán bộ có thẩm quyền không tự tin khi quyết định hạ bút ký các dự án đầu tư hay hướng dẫn thi hành pháp luật. Theo luật này thì lại trái luật khác, thực thi theo hướng dẫn của nghị định này thì lại va nghị định khác. Cứ như vậy, dòng chảy phát triển sẽ bị tắc nghẽn. Quy định pháp luật được ví như một ma trận bởi còn có những vấn đề bị nhiều luật chi phối. Liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, thì hiện các cái quy định này đang bị chia tách bởi hai luật. Đó là luật một nửa tại chương 5 của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Một nửa được sửa đổi vào luật quy hoạch. Ví dụ như là cái quy hoạch về sử dụng đất quốc gia, các quy định về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất, căn cứ và nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc gia thì được quy định tại điều 65 của dự thảo luật đất đai, trong khi nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia lại được quy định tại điều 24 của luật quy hoạch và được điều chỉnh và được chính điều 252 của luật đất đai sửa đổi và bổ sung. Và điều này cũng xảy ra tương tự đối với đất quốc phòng an ninh và một số loại đất khác. Như vậy, nếu chúng ta giữ nguyên như dự thảo thì sau khi ban hành thì việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật sẽ bị xé lẻ, manh mún. Tương tự, đại biểu Nguyễn Duy Minh, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị sửa đổi điều 18 luật quy hoạch đô thị cho thống nhất với luật đất đai sửa đổi, bổ sung quy định về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch đô thị ở các thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phát triển bất động sản cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật giá đất và định giá đất, đặc biệt là nguyên tắc giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Cần tính đến các trường hợp có biến động, mức độ biến động để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp. Cái khó khăn nhất của chúng ta chính là cái việc giao đất và thu hồi đất. Trong đó có một cái nữa chính là gì? Cái xác định được cái giá đất ấy. Cái giá đất thì chính là cái nền tảng để làm sao quyết định mà thu hồi và giao đấy. Trong đó có cả việc là đền bù giải phóng mặt bằng. Từ trước đây chúng ta cũng thấy điều là gì, cái tỷ lệ mà khiếu kiện tranh chấp vượt cấp rồi khiếu nại khiếu kiện ấy, thì lại tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai đấy. Thế thì cái mà cái dự thảo luật mới tôi đã được tiếp cận ấy, thì thấy nó chưa có cái gì mới so với cả cái vượt trội so với cái luật cũ, nên là nó không giải quyết được cái mâu thuẫn của cái xác định giá đất bao gồm là cả thu hồi. Bên cạnh đó, cần khắc phục tình trạng giao dịch hai giá vẫn tồn tại trên thực tế. Việc mua bán thực tế một giá, kê khai hồ sơ thuế một giá khác không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước mà còn gây khó khăn cho công tác định giá, quản lý giá, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về giá đất tại các địa phương. Một trong những mục tiêu khi sửa đổi luật đất đai là định giá đất sát với giá thị trường. Do đó, sau khi giải trình tiếp thu dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, đưa ra 4 phương pháp định giá đất. Có đại biểu đề nghị bỏ phương pháp thặng dư bởi vì trên thực tế rất khó áp dụng và là nguyên nhân chính gây vướng mắc chậm trễ trong việc thẩm định,
quyết định giá đất trong thời gian qua. Theo dự thảo luật, có 4 phương pháp định giá đất: phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư, phương pháp thu nhập, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Có ý kiến cho rằng xác định giá đất theo phương pháp thặng dư thường cho sai số lớn, thiếu chính xác và khó khả thi, nên đề nghị bỏ phương pháp này. Việc áp dụng phương pháp thặng dư trên cơ sở hầu hết các số liệu ước tính doanh thu giả định và chi phí giả định, từ đó tính toán ra kết quả giá đất là một số thực tế làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của khu đất, thửa đất là không phù hợp. Vì chỉ cần yêu cầu yếu tố giả định thay đổi thì kết quả giá đất sẽ thay đổi. Đại biểu có đề nghị là bỏ cái phương pháp thặng dư trong cái việc định giá đất vì lý do rủi ro cho những cái khi mà áp dụng các cái biến giả định. Tuy nhiên thì tại cái dự thảo lần này thì cũng đã thấy rõ là dự thảo đã quy định được những cái điều kiện và những cái trường hợp cụ thể để áp dụng các từng phương pháp. Do đó cái phương pháp thặng dư cũng nên được tiếp tục duy trì để mà thực hiện khi có những dự án, những khu vực đất mà chúng ta không thể áp dụng được các phương pháp khác. Về điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất, dự thảo luật đưa ra hai phương án. Phương án 1, giao chính phủ quy định điều kiện áp dụng từng phương pháp. Phương án 2, quy định ngay trong luật. Một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu để bổ sung thêm nguyên tắc phương pháp áp dụng mức giá trong các tình huống khác nhau. Thực tiễn xác định giá đất đã xảy ra tình trạng cùng một khu đất, mỗi phương pháp xác định giá đất và mỗi đơn vị tư vấn khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Do vậy, để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho các cơ quan định giá và bảo đảm quyền lợi cho người dân, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc rất kỹ lưỡng về nội dung này. Nếu không giải quyết và quy định luật về nguyên tắc thì có giao cho chính phủ hướng dẫn cũng khó triển khai thực hiện. Vì vậy, nên chăng là cần nghiên cứu để bổ sung thêm nguyên tắc phương pháp áp dụng mức giá trong tình huống có khác nhau về kết quả dựa trên các tiêu chí cụ thể, hoặc là áp dụng phương pháp loại trừ hay là phương pháp kết hợp, phương pháp bình quân. Tôi nghĩ chỉ khi có căn cứ pháp lý để chứng minh cho việc đưa ra quyết định định giá thì mới vừa đảm bảo tính khả thi, vừa yên tâm cho người ra quyết định. Nếu không thì cái việc sợ sai và tình trạng phát sinh điểm nghẽn vẫn cứ tiếp tục tồn tại. Từ tình hình thực tế và kiến nghị của doanh nghiệp, cơ quan soạn thảo cũng cần cân nhắc bổ sung vào dự thảo luật trường hợp giá trị của khu đất tính theo bảng giá có giá trị lớn đến hàng nghìn tỷ đồng, đặc biệt khi giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu. Có cơ chế kiểm soát ngay từ ban đầu với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn sâu khi đề xuất phương án giá đất bảo đảm không gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, không nên chờ đến khâu hậu kiểm. Vấn đề đặc biệt cần quan tâm đó là xây dựng một hệ thống dữ liệu về đất đai. Các cơ quan quản lý cần phối hợp với các địa phương, các tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất giao dịch, chuyển nhượng trên thực tế. Hoàn thiện cơ chế quản lý giá đất không chỉ tạo ra sự minh bạch, sự phát triển ổn định, bền vững cho thị trường bất động sản, mà còn góp phần ổn định tình hình xã hội tại các địa phương, giải quyết tận gốc tình trạng khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ. Thông qua cơ chế giá, nguồn lực đất đai được phát huy hiệu quả, từ đó tạo nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình thực hiện chính sách an sinh xã hội về nhà ở.